dừng đột ngột trên đường cao tốc ô tô con bị đâm vỡ nát xoay 180 độ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra hôm ngày 4 tháng 8 ở làng ngoài cùng bên trái nơi cho phép ô tô chạy với tốc độ lên tới 90 đến 100 km/h của đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hình ảnh do camera nên của một nhà bên đường ghi lại cho thấy chiếc Hyundai Grand i10 đang di chuyển tốc độ cao đã bất ngờ dừng lại khiến xe tải phía sau không kịp tránh đâm thẳng vào đuôi xô xe con đi một đoạn Hiện chưa rõ nguyên nhân chiếc ô tô con dừng đột ngột ở làng đường cho phép xe chạy với tốc độ cao nhất trong điều kiện thời tiết mưa gió. Rất nhiều ý kiến đồn đoán về nguyên nhân được cư dân mạng để lại. Khả năng là có xích mít gì trước đó nên xe trắng chạy lên trước và chặn đầu xe tải, chứ chỉ có muốn tự sát mới dừng xe kiểu đấy. Một tài khoản nêu ý kiến. Xe con đang chạy nhanh mà thắng đứng kiểu đó thì ai xử lý kịp? Cũng qua đây, các anh em lái xe nên chú ý giữ khoảng cách tối thiểu, không được 35 đến 50 m như quy định, do bị xe khác điền vào chỗ trống thì cũng phải 15 đến 20 m, lỡ không may có sự cố khẩn cấp thì cũng còn khoảng trống để xử lý. Một tài khoản khác bình luận. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng ô tô con bị tạt nước vào kính chắn gió phía trước khiến tài xế rơi vào tình trạng mù tạm thời nên mới phải đạp phanh đột ngột như vậy. vụ cây xanh đổ vào xe buýt, tài xế chủ động đỡ cây. Vào 11 giờ 20 phút ngày 5 tháng 8, trước cửa trường đại học Y và tập thể 48 Tăng Bà Khổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn khoảng 80 cm ở tình trạng nghiêng, nguy cơ cao đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ách tắc giao thông. Trước tình thế này, tài xế xe buýt đang lưu thông nhưng không có hành khách, đã chủ động đưa xe ra chèn, chống đỡ để cây không đổ sập xuống đường nhờ đó không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe buýt hư hỏng phần nóc xe, một phần vỉa hè được lát đá xung quanh gốc cây bị bung bật, hư hỏng nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phạm Đình Hổ đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hướng dẫn giao thông bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành cắt cây xử lý theo quy định. robot như tấm thảm nhưng có thể nâng ô tô dễ như chơi, hy vọng trộm sẽ không biết. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật và bộ óc thông minh của con người khi kết hợp sẽ cho ra sản phẩm tuyệt vời như thế nào. Theo đó, trong đoạn video chỉ dài 15 giây Gợi này đã khiến các cư dân mạng trên thế giới phải trầm trồ khi khoe một chiếc robot xứng đáng đồng tiền là trợ thủ đắc lực không chỉ của các hãng chế tạo ô tô hay các gara trưng bày mà còn có thể sẽ trở thành cộng sự tuyệt vời của lực lượng cảnh sát giao thông. Bởi con robot này dù hình dáng và kích thước chỉ như một tấm thảm chùi chân nhưng khi làm nhiệm vụ nó có thể dễ dàng chui xuống gầm ô tô và tự động tách ra thành hai phần. Một phần nâng ở trước đầu xe ô tô, phần còn lại tự di chuyển về sau nâng đuôi xe lên. Hai bộ phận sẽ cùng lúc nhấc bổng chiếc ô tô lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa đến vị trí mà người dùng mong muốn. Như thế, mỗi khi muốn sắp xếp lại nơi bày trí thì các nhân viên của gara ô tô không cần phải đau đầu. Còn đối với trường hợp xe đổ sai quy định thì chỉ cần cho con robot này, đội tuần tra sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí đưa xe về đồn. Con robot tiện lợi và mang nhiều lợi ích là thế, nhưng cư dân mạng hy vọng những tên trộm sẽ không xem được đoạn video này vì chỉ cần chúng mua được thì đường phố sẽ không còn một chiếc ô tô nào dám đổ nữa. Sông sau clip ở fanpage ý nhi, hàng trăm người tham gia ở Hà Nội. Tính đến 16 giờ chiều ngày 5 tháng 8, group anti fan hoa hậu ý nhi đã có hơn 588 000 thành viên. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động, hiện tại số bài viết được quản trị viên nhóm phê duyệt gần như đều đặn được đăng tải mỗi giờ. Đáng chú ý nhất chiều ngày 5 tháng 8 là bài đăng đầu cầu Hà Nội of Antifan Ý Nhi. Kèm theo đó là bức ảnh chụp hàng trăm người ngồi sơn tụ trong không gian lớn cùng tấm băng gôn có dòng chữ of Antifan Ý Nhi, hãy trả lại vương miệng. Bài đăng về buổi ốp Antifan Ý Nhi nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng. Một số hội nhóm và fanpage khác cũng đăng lại bài viết kèm nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng buổi ốp Antifan là có thật thì việc làm này không nên. Đừng có làm quá lên được không, mặc dù em ấy phát ngôn sai nhưng làm ơn đừng bạo lực như vậy. Con người khi bị dồn vào bước đường cùng thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Rảnh quá không có việc gì làm mà, ý nhi sai một nhưng người làm thế này là sai mười đấy. Vui thôi đừng vui quá, xàm đấy ạ. À. Xem hình thấy toàn những người đáng bật cô chú của ý nhi mà hành xử như vậy được nhỉ. Anh ti phong trào để nghĩ ra trò vui à. Toyota Camry biển ngũ quý, rao bán 3 tỷ đồng. Mới đây, một chủ sở hữu tại Hà Nội bốc trúng biển số 30 k hai cho chiếc xe Toyota Camry thế hệ mới. Ngay sau đó, chiếc sedan được rao bán với giá 3 tỷ đồng. Cụ thể, chủ xe hiện thông qua một cửa hàng bán ô tô hạng sang ở Hà Nội để rao bán chiếc Camry với giá 3 tỷ đồng, trong khi đó giá lăn bánh ban đầu của xe ở mức hơn 1,4 tỷ đồng. Theo quan niệm của người phương Đông, số 2 tượng trưng cho sự có cặp có đôi là biểu tượng của niềm hạnh phúc xung vầy. Ngoài ra, chữ số này còn mang ý nghĩa mãi mãi gợi đến sự no ấm và may mắn của gia chủ. Người trực tiếp bán xe cho biết, hiện đã có nhiều người hỏi mua chiếc xe trước khi luật định danh biển số được áp dụng vào ngày 15 tháng 8, nhưng tôi chỉ đồng ý bán khi đúng với giá trị mong muốn. Tuy nhiên, một chuyên gia ô tô nhận định, theo quy định định danh biển số, người bán xe sau ngày 15 tháng 8 sắp tới thì chỉ bán được xe và phải giữ lại biển. Chiếc Toyota Camry mang biển đẹp này thuộc phiên bản 2.5Q, được Toyota Việt Nam niêm yết với giá 1,370 tỷ đồng. Người dân rượt đuổi 600m, chặn bắt xe tải liên quan vụ tai nạn chết người. Sau khi xảy ra tai nạn là một người tử vong, hai người bị thương, tài xế lái xe tải rời khỏi hiện trường, bị người dân rượt theo khoảng 600m chặn bắt. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 5 tháng 8, xe tải lưu thông trên đường tránh thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, theo hướng từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau với tỉnh lộ 868, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo sau là một phụ nữ khác và một bé trai đang băng qua đường. Cú va chạm khiến ba người trên xe máy ngã xuống đường bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa cả ba đi cấp cứu nhưng sau đó một phụ nữ tử vong. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết vụ việc mà tiếp tục lưu thông. Người dân xung quanh đuổi theo khoảng 600m mới chặn được xe tải. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát giao thông trung Lương đã có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra xử lý vụ tai nạn chết người. Lật xe chở công nhân tại Campuchia, 60 người bị thương Giới chức tỉnh Spu cho biết, khi tai nạn xảy ra, trên xe chở hơn 70 công nhân của một nhà máy dệt may. Trong số 60 người bị thương, có 10 người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức tỉnh Spu của Campuchia cho biết, sáng ngày 5 tháng 8, một chiếc xe chở công nhân dệt may đã bị lật trên địa bàn tỉnh này, khiến 60 người bị thương. Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra do tài xế lái nhanh và xe bị lật khi chạy vào khúc cua các công nhân trên xe bị hất văng ra cánh đồng ven đường. Khi tai nạn xảy ra, trên xe chở hơn 70 công nhân của một nhà máy dệt may. Trong số 60 người bị thương, có 10 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang truy tìm nam tài xế 24 tuổi, người đã bỏ trốn sau khi tai nạn xảy ra. Đá núi sạt lở ngay sát đám cưới ở Bắc Giang Ông Nguyễn Viết Cường, trưởng phòng kinh tế huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đá ngay sát một đám cưới. Theo đó, sáng ngày 5 tháng 8, một tảng đá có kích thước 1,3 x 1,5 m đã rơi ngay sát nhà anh Nguyễn Văn Nhượng, thôn Trúc Tây, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Trước đó, gia đình anh Nhượng đang nấu cổ chuẩn bị cưới con gái thì nghe tiếng động lớn. Đất đá sạt lở đổ ập xuống ngay sát khu vực rạp nấu cổ. Vụ việc khiến một khoảng đất rộng bị phủ bởi đất đá. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt để xử lý, trấn an người dân. Qua kiểm đếm ban đầu, gia đình có đám cưới bị hỏng một số son chảo, khung rạp, song không có người dân nào bị thương. Hiện đám cưới của gia đình này vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi đã tổ chức cắm cọc, chăn dây và đặt biển báo nguy hiểm tại vị trí sạt lở trên. Đồng thời, xã sẽ cử người trực tại khu vực này để theo dõi, kịp thời phát hiện các sự cố, đảm bảo tính mạng cho người dân. Về lâu dài, Cơ quan chức năng chính quyền địa phương tiếp tục đánh giá, xem xét nguy cơ sạt lở để đề xuất phương án xử lý, ông Cường cho hay. Điều tra vụ chồng đông chết vợ ở Thái Bình. Chiều ngày 5 tháng 8, đại diện xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc đang được điều tra. Nạn nhân là chị L, sinh năm 1985, nghi phạm là Ngô Văn Tự, sinh năm 1982, chồng của chị L đã bị bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra lúc gần 10 giờ cùng ngày tại thôn Phương Quả Nam, xã Quỳnh Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, phối hợp với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong. Đại diện xã Quỳnh Nguyên cho biết, theo lời kể của người dân, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên có thể là do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong việc tìm chỗ trồng cây. Từ trước tới nay, vợ chồng chị L không xảy ra mâu thuẫn lớn họ có với nhau hai người con trai. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan đến vụ án này. Trẻ mẫu giáo sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng trên tháng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội, thí điểm phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố theo dự thảo, đối tượng được hưởng chính sách gồm trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khó khăn đang học tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi phổ cập thuộc các trường mầm non công lập được miễn học phí. Đối với các trường học khác, việc miễn giảm học phí được thực hiện theo chính sách hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi phổ cập học tập tại các cơ sở phổ cập giáo dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 360.000 đồng trên tháng trên một cháu. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trên năm học. Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi phổ cập học tập tại các cơ sở phổ cập giáo dục mầm non được hỗ trợ chi phí học tập là 160.000 đồng trên tháng trên một cháu. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trên năm học bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày